qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cán bộ công an chạy bộ phía sau xe máy giữ thăng bằng cho chiếc thuyền để kịp thời đến nhà một bệnh nhân đang cần đi cấp cứu khi lũ bao vây, khiến nhiều người cảm động. Người đang chạy bộ phía sau xe máy giữa trời mưa to trong đoạn video này là Thượng úy Phạm Duy Triết, Phó trưởng Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 10 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2020, khi Thượng úy Phạm Duy Triết và một số cán bộ hoàn thành việc sơ tán các hộ dân vừa về đến trụ sở xã, thì nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Toàn, 50 tuổi, ngụ thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, mắc bệnh ung thư thực quản, lên cơn đau dữ dội, nhưng không thể đến bệnh viện do ngôi nhà bị nước lũ bao vây tứ bề. Lúc này trời đang mưa to gió mạnh, toàn bộ thôn Liên Vinh bị cô lập nên ô tô không thể vào, chỉ có thể dùng thuyền để tiếp cận. Ngay lập tức, Thượng úy Phạm Duy Triết cùng Thượng úy Trần Đình Đạt đưa chiếc thuyền lên xe máy. Thượng úy Đạt lái xe, còn Thượng úy Triết chạy phía sau để giữ thăng bằng cho thuyền. Giữa trời mưa lớn, Thượng úy Triết chạy suốt quãng đường dài 2 km, giữ cho chiếc thuyền không bị rơi khỏi xe máy. Mất khoảng 30 phút thì các anh đã đến được đầu ngõ thôn Liên Vinh. Chèo thuyền vượt hơn 400 mét giữa dòng nước lũ chảy xiết, các anh đến nhà ông Toàn và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Đoạn clip nhanh chóng được người dân quan tâm, chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi cho hành động của các anh. Luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.